Trong tầm giá 7 triệu thì đây là bộ mic không dây sẽ mang đến âm thanh chất lượng cho các video chuyên nghiệp của các bạn. Và đây là Bling 900 B2 đến từ gia đình Cinemonic. Đào ngon, các bạn có thể sử dụng cái bộ mic này để đi review đồ ăn, bởi vì âm thanh của nó mang lại rất là chân thực, đặc biệt là khi mà các bạn ăn những cái món gì giòn giòn á. Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn những trải nghiệm với bộ Cinemonic Bling 900 B2, một bộ mic không dây đã được xếp vào phân khúc chuyên nghiệp professional chỉ trong tầm giá là 7 triệu. Ngay phân đoạn các bạn mua sản phẩm về và unbox đập hộp thì tất cả những cái món phụ kiện đi cùng với bộ Bling 900 này nó đã cho các bạn một trải nghiệm thể hiện được bộ sản phẩm này là cho dân chuyên. Ví dụ như khi mua sản phẩm, các bạn sẽ nhận được một chiếc case. Chiếc case này nó vừa là bảo vệ sản phẩm và bên trong nó tích hợp đế sạc ở trong đây luôn. Hai cục transmitter và một cục receiver của các bạn sẽ tự động tắt và chuyển qua chế độ được sạc khi các bạn bỏ vào trong chiếc case. Đó là một cái điểm hay để tiết kiệm pin, đồng thời đảm bảo là cái cú bấm máy tiếp theo của các bạn sản phẩm đã đầy pin rồi. Một điểm mà mình thích ở chiếc case này đó là nó bằng da thay vì một số sản phẩm khác. Ví dụ là cái bộ Bling 500 này cũng đến từ nhà Cinemonic thì nó có cái case bằng nhựa. Mình thì thích case bằng da hơn, bởi vì có những trường hợp khi mình on set vô tình mình làm rơi thì một chiếc case bằng da này nó sẽ ít bị hư hại, nó không bị chảy, nó không bị bể, bị nứt. Phía bên hông các bạn sẽ có một cổng sạc USB Type-C 1.5A và một cái nút để hiển thị cho các bạn là có bao nhiêu cục pin ở trên đây qua 4 cái đèn LED. Ngoài ra các món phụ kiện đi cùng, ví dụ như các bạn sẽ nhận được hai sợi dây lắp mic, mà riêng hai sợi dây lắp mic này thôi là đa số những cái bộ mic không dây hiện tại bây giờ trên thị trường các bạn phải mua rời, phải chi thêm cái phần đó nữa. Cái giá trị của nó đã là 2,5 triệu một chiếc rồi, thì nếu các bạn mua rời các bạn phải chi thêm cái khoản này, hai cộng này rồi là 5 triệu hả? Bên cạnh đó là các sợi dây kết nối với camera, dây kết nối với điện thoại Apple hoặc là dây kết nối với điện thoại Android và đầy đủ. Ồ, ác gì vậy? Canh lúc quay video lại mưa. Úi, xách máy đi. Sorry các bạn là đang quay ngoài kia cái góc đẹp quá, nhưng mà xui cái là trời tự nhiên đổ cơn mưa. Kệ không sao, trong cái mùa này mà trời mưa sẽ mát, mình rất là cần những cơn mưa. Quay trở lại câu chuyện lắp mic, lý do tại sao cái bộ lắp mic này của Cinemonic nó đắt tiền như vậy là bởi vì chất lượng âm thanh của nó mang đến rất tốt. Theo trải nghiệm của mình dựa trên các dự án cho khách hàng gần đây sử dụng cái bộ Bling 900 này cùng với là lắp mic, cái phần giọng nói mà nó pick up nhân vật nói chuyện rất là rõ ràng và độ bass, độ trầm ấm rất là tốt. Hôm nay mình sẽ cho mọi người biết về câu chuyện của Raptor 2023. Độ xe theo miền Bắc và miền Nam sẽ khác nhau như thế nào. Nói vậy thôi, bên đây là Bắc Tân Nguyên, còn đây là Nam Tân Nguyên. Tôi, người Bình Dương nha mọi người. Phần âm thanh từ đầu video đến giờ các bạn nghe được ghi âm trực tiếp vào cục transmitter. Và hiện tại bây giờ mình chuyển góc, ngồi kế bên cái loa của quán cà phê luôn. Nhưng mà các bạn có nghe được cái phần âm thanh, cái phần nhạc đang chạy nền không? Riêng cái cục transmitter này thôi nó đã tách tạp âm rất tốt rồi, thì đây là một cái tính năng mà đặc biệt là những bạn nào chuyên quay video outdoor ở những quán cà phê, nhà hàng và các bạn không muốn dính những cái bài nhạc bản quyền do quán chạy. Và ngay bây giờ mình sẽ test cái phần âm thanh được cho ra từ cái bộ lắp mic này. Còn đây là phần âm thanh sau khi mình đã cắm sợi dây lắp mic vào rồi. Các bạn có thể nghe được chất lượng âm thanh từ sợi dây lắp mic đang nằm dưới cổ của mình, nó lọc âm có tốt hay không. Các bạn có nghe được tiếng nhạc của quán cà phê đang chạy ở phía background hay không? Cái sợi dây lắp mic này các bạn có thể tháo cái pop filter ở trên đầu nó ra và thay thế nó bằng cái bông lọc gió này trong những trường hợp mà các bạn quay outdoor trong điều kiện mà có gió quá nhiều. Còn bình thường trong cái set quay mà không có gió quá nhiều thì các bạn không cần phải gắn, bởi vì khi các bạn gắn pop filter lên, tất nhiên cái lượng âm thanh đi vào cái mic nó sẽ bị giảm lại một chút xíu. Bạn nhân viên mới vừa đem cái quạt gió ra để nghe chúng mình luôn, tại vì sợ mình nóng cho nên mình sẽ đổi qua cái bông lọc gió này. Lý do tại sao mình thích sử dụng dây lắp mic, nếu các bạn có theo dõi kênh YouTube này lâu dài thì các bạn hay nghe mình nói trong những cái set quay professional chuyên nghiệp, thậm chí là những phân đoạn chỉ đơn giản là content cho khách hàng thôi, thì mình luôn ưu tiên sử dụng những sợi dây lắp mic để kẹp lên trên cổ áo.
thay vì kẹp nguyên một cái cục transmitter này lên trên cổ áo, bởi vì nhìn nó rất là distract, nhìn nó rất là phân tâm cho người xem. Nhân vật của các bạn ăn mặc quá chỉnh chu, quá đẹp đẽ đi, tự nhiên có một cái cục gì đó chà bá nằm trên cổ áo. Các bạn vừa giấu được cái sợi dây đi, còn cái cục transmitter này các bạn có thể kẹp vào đĩa quần hay là bỏ vào túi quần của nhân vật. Bên cạnh phải của cục transmitter, các bạn sẽ có một cổng USB Type-C để sạc sản phẩm, nếu trong trường hợp là các bạn không muốn sạc bằng cái case này. Dung lượng pin của mỗi cục là lên đến 6 tiếng đồng hồ, và cái case này có khả năng sạc thêm 3 lần nữa, có nghĩa là tổng thời gian sử dụng của các bạn cho cái bộ mic không dây này lên tới 18 tiếng đồng hồ. 18 tiếng đồng hồ là các bạn nói văn cuốn họng luôn cũng không hết pin được. Nói về phạm vi kết nối giữa hai thiết bị với nhau, cục transmitter và cục receiver thì nó lên đến cả 100m trong điều kiện bình thường và 200m trong điều kiện là không có vật cản như là tường nhà, những cái set way mà ở ngoài trời, ở sân banh hay là ở ngoài một cánh đồng trống. Nhân vật của các bạn đang chạy tung tăng thật là xa, bộ mic này có cự ly kết nối lên đến 200m, khá là xa. Ngay bây giờ mình sẽ test được cái sự kết nối khi mình quay lưng đi với lại camera để xem nó có bị ngắt kết nối hay không. Các bạn cũng có hai cục bông lọc gió nha. Và khi quay ngoài trời thì hãy luôn gắn bông lọc gió lên. Rồi, bây giờ mình sẽ kẹp lên trên cổ áo như thế này. Đó, các bạn thấy không? Kẹp lên cổ áo, đúng, nó rất là tiện nhưng mà mình không thích. Ví dụ như trong trường hợp này mình chỉ mặc nguyên một cái áo đen nè. Đó, nguyên một cái áo phông trơn tru, không có gì hết. Tự nhiên có một cái cục nằm trên cổ áo của mình, nhìn nó thiếu chuyên nghiệp. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đầu ngõ và thái check âm thanh giùm anh nha. Có rất là nhiều bạn hỏi là tại sao những cái video trên YouTube của mình chất lượng âm thanh quá hay như vậy? Có phải là do cái giọng nói của mình hay không? Đúng, giọng nói của mình chỉ chiếm khoảng 50% cái chất lượng âm thanh thôi. Nhưng đa số là bởi vì mình rất quan tâm tới chất lượng âm thanh, và đặc biệt là những cái bộ mic mình xài, mình muốn đảm bảo là cái phần trầm âm của giọng nói phải được miêu tả một cách rõ ràng, sạch sẽ nhất. Bởi vì nếu các bạn lần đầu tiên dấn thân vào lĩnh vực sản xuất video, âm thanh chiếm 50% độ hay của một video, không phải là màu sắc, không phải là đơn giản là camera, góc máy như thế nào là đẹp, ánh sáng như thế nào là đẹp, đó là thiên về phía hình ảnh. Còn để tạo ra được một cái video, để giữ chân người xem, để làm thu hút và truyền tải được thông tin, thông điệp cho người ta, nó phải cần đến độ hay của âm thanh nữa. Những bộ mic không dây như thế này á, chỉ cần nhân vật của các bạn quay lưng đi xa một chút xíu thôi là tự động nó ngắt kết nối. Trường hợp đó rất là hiển nhiên. Những bạn nào sử dụng nhiều những bộ mic không dây như thế này thì các bạn cũng chắc cũng đã biết và đã trải nghiệm rồi. Anyway, thì với cái bộ Blink 900 này đến từ nhà Cinemonic, bao gồm tất cả những món phụ kiện, đặc biệt là sợi dây lắp mic, cả một cái case sạc bằng da xịn sò như thế này, dung lượng pin lên đến 18 tiếng đồng hồ, chất lượng âm thanh nó mang đến, thì mình phải khẳng định với mức giá tầm 7,5 triệu thôi thì các bạn sẽ sở hữu được một cái bộ mic không dây sử dụng trong các set way chuyên nghiệp của các bạn luôn. Ngoài cái chất âm thu ra rõ ràng trầm ấm thì thêm một điểm nữa mà mình thấy rất là lợi hại của cái bộ 900 này, mà thật sự phải gọi nó là professional luôn, đó là cái sự lọc tạp âm của nó. Xung quanh quán cà phê hiện tại bây giờ mình đang ngồi nè, không phải chỉ đơn giản là cái tiếng nhạc đang chạy ra từ chiếc loa ở ngoài background không, mà còn tiếng gió từ cái quạt nữa nè. Rồi ngay ngoài mặt đường kia là tiếng xe tải, tiếng xe hơi, xe máy chạy sùm trời đất ngoài đó luôn. Nhưng mà các bạn có thể nghe là chiếc mic này lọc âm rất tốt. Ở trên cục receiver các bạn có thể thay đổi chế độ mono hoặc là stereo. Thái đang cầm cục A, mình đang cầm cục B, thì lúc này các bạn sẽ muốn chuyển qua chế độ stereo để kiểm soát được phần âm thanh của người A hoặc là người B, chứ các bạn sẽ không muốn hai cái phần âm thanh này nó chồng lên nhau. Alo alo 1 2 3 4, alo, các bạn nghe rõ chưa ạ? Đó là chế độ stereo ở trên cái bộ Blink 900 này. Âm thanh vẫn rất là rõ khi các bạn sử dụng cùng một lúc cả hai cục transmitter. Có những bộ mà khi các bạn bật cả hai cục transmitter lên thì phần âm thanh nó sẽ bị distract, nó sẽ bị giống như là nó bị nhiễu sóng với nhau, và theo trải nghiệm của mình thì cái bộ này sẽ không xảy ra cái tình trạng đó. Bên trong chiếc case ở phía dưới này là các bạn hít các sản phẩm vào, phía trên này sẽ có một túi vải để các bạn cất những cái sợi dây lắp mic vào trong đây, hoặc là sợi dây TRS kết nối với camera, hoặc là TRRS để kết nối với điện thoại.
tiện lợi cho những bạn nào là Mobile Filmmaker. Tổng trọng lượng sản phẩm khá là nhẹ, không quá nặng, có thể so sánh với lại chiếc iPhone 14 Pro của mình. Đây là kích thước của chiếc case, độ dày của nó. Về tổng quan thiết kế của cục transmitter và cục receiver thì nó tương tự giống như nhau. Cái bề mặt trước này nó là bóng và phía trên các bạn sẽ có một cái màn hình LED hiển thị audio gain, kết nối hay là tất cả những cái thông số mà các bạn có thể thay đổi được. Bên cạnh trái của cục receiver các bạn sẽ có 3 nút chức năng. Thứ nhất là nút power, đồng thời cũng là nút mute. Trong trường hợp các bạn muốn tắt bớt đi một cục receiver thì các bạn không cần phải tắt nó hẳn, chỉ cần nhấn nhẹ nó một cái thì nó sẽ chuyển vào chế độ mute. Tiếp đó là nút cộng và nút trừ để thay đổi audio gain trực tiếp trên cục transmitter luôn. Và đây là một cái tip mình muốn chia sẻ để các bạn có được chất lượng âm thanh tốt hơn khi quay với lại những chiếc mirrorless camera. Bởi vì những bộ lọc âm bên trong camera body nó không được tốt cho lắm, cho nên mình recommend các bạn nên giảm cái audio gain level ở bên trong camera thấp nhất có thể, và các bạn nên tăng cái audio gain trực tiếp ở trên cục transmitter luôn, để chúng ta có được một cái âm thanh thu vào nó rõ ràng, nó đủ to. Thêm một chức năng thể hiện sự chuyên nghiệp của cái bộ Blink 900 này, đó là các bạn có thể thay đổi audio gain hoặc là low cut trực tiếp ở trên cục transmitter hoặc là receiver luôn. Rất ít những cái bộ wireless mic không dây nào trên thị trường hiện tại bây giờ có thể làm được điều đó. Thì đây là một cái tính năng hay của bộ Blink 900. Đó là những trải nghiệm của mình với bộ Blink 900 này đến từ nhà Cinemonic. Và nếu các bạn cảm thấy hứng thú có thể bấm vào đường link phía dưới để tìm hiểu thêm thông tin. Tại Streamcast Asia Việt Nam, nhà phân phối chính thức Cinemonic tại Việt Nam, các bạn sẽ nhận được bảo hành lên đến 24 tháng để các bạn xài sử dụng bấy sấy luôn, trải nghiệm bấy sấy luôn. Cho nên không lo. Ở đây mình cũng có hai cái bộ mic không dây khác cũng đến từ nhà Cinemonic. Và đây là bộ Blink 500. Thì cái bộ Blink 500 này nó là cái phân khúc thấp hơn. Còn đây là bộ Blink Mi, sản phẩm mới nhất đến từ nhà Cinemonic. Với cái bộ Blink Mi này thì nó sẽ thú vị hơn, bởi vì các bạn có full một chiếc màn hình to như thế này và nó full LED. Các bạn có thể thay đổi hình ảnh hay là logo cá nhân ở trên cái màn hình này luôn. Đó là một điểm khác biệt của cái bộ Blink Mi. Nhưng theo trải nghiệm của mình thì chất lượng âm thanh của bộ Blink Mi này nó sẽ không thể so sánh với lại cái bộ Blink 900 này được. Để chứng minh cho cái điều đó thì ngay bây giờ mình sẽ thay cái bộ Blink Mi này lên để so sánh âm thanh với lại cái bộ Blink 900, cũng giống như là với cái bộ Blink 500, để các bạn xem được là chất lượng âm thanh của những phân khúc khác nhau nó khác biệt như thế nào. Và đây, testing 1, 2, 3. Bài test các bạn đang nghe được ghi âm trực tiếp vào cục transmitter của bộ Blink 900. Còn đây là phần âm thanh testing 1, 2, 3 đang được ghi âm vào bộ Blink 500. Còn đây là âm thanh các bạn đang được nghe testing 1, 2, 3 được ghi âm từ bộ Blink Mi. Đây, cục transmitter có hình rất là dễ thương nằm trên cổ áo của mình. Đó, chứng tỏ một điều, đó là từng phân khúc khác nhau của nhà Cinemonic, bộ Blink 500, bộ Blink Mi hay là bộ Blink 900 sẽ có những phân khúc chất lượng âm thanh khác nhau, tùy vào công việc và cái sở thích âm thanh của các bạn như thế nào mà hãy chọn cho mình một cái bộ cho nó phù hợp nhất. Những bạn nào chuyên làm công việc professional, chuyên nghiệp, nghiệp dư, chuyên sản xuất TVC đồ này nọ thì mình recommend cái bộ Blink 900 hơn, bởi vì chất lượng âm thanh nó mang đến xịn và nó professional hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu cảm thấy hay, ấn like phía dưới. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video hay là sản phẩm thú vị, chuyên nghiệp cho anh em làm nghề filmmaker giống như mình nhé. Mình sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace.